Việc Hương giành hôn Thuận Nguyễn với Nam Em khiến Lê Dương Bảo Lâm giận tím người. Trong chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi, Việc Hương nhiều lần khiến các người chơi khác cười thích thú khi quên lời và lúng túng trước hành động hình thể của Mạc Văn Khoa đặt ra. Vẫn như các tập trước, Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi luôn đặt ra nhiều thử thách diễn xuất cho các diễn viên. Đội tiếp chiêu được yêu cầu phải nhớ toàn bộ lời thoại, hành động, hình thể, tình huống của đội tung chiêu. Ở tập này, Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi có sự góp mặt của Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa. Việt Hương hứa hẹn sẽ đưa ra đề bài đơn giản, tránh làm các diễn viên trẻ áp lực. Tuy vậy, Lê Dương Bảo Lâm đã phải vật vã để diễn lại nhân vật của Việt Hương. Nam diễn viên căng thẳng đến độ liên tục than phiền vì những động tác khó mà Việt Hương thử thách. Vì nam em không thể nhớ hết tình tiết mà Việt Hương đã thử diễn, nên hầu hết tình tiết ở phần tiếp chiêu đều phải do Lê Dương Bảo Lâm gồng gánh. Không những quên thoại, nam em còn có những hành động vô cùng hài hước. Chỉ mới bắt đầu vở kịch, đội Lê Dương Bảo Lâm và nam em lập tức xảy ra mâu thuẫn nội bộ khi họ hồi lên liên tục quên tuồng. Nam em tháo chạy khỏi sân khấu đến độ vấp cả váy. Toàn bộ tình huống vấp váy này của nam em tạo nên mảng giải trí vô cùng hài hước khiến khán giả thích thú. Một tình huống thú vị khác, đàn chị Việt Hương đã xin xỏ để được diễn cảnh tình cảm với Nam Vương Thuận Nguyễn, vốn là trai đẹp của Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Thuận Nguyễn luôn được ưu tiên thủ những vai kép đẹp. Anh tiếp tục vào vai Hứa Tiên và có tình cảm đặc biệt với Bạch Sa do nam em thủ vai. Vở kịch có phân đoạn nam chính và nữ chính hôn nhau. Trong lúc nam em phân vân hỏi các thành viên khác có cần phải hôn thật không, thì Việt Hương đã nhanh trí tiến về sân khấu chính, mong muốn được hướng dẫn nam em cách hôn. Dù bị Lê Dương Bảo Lâm ngăn cản, Việt Hương nhất quyết đòi hôn Thượng Nguyễn cho bằng được. Tình tiết hài hước này hứa hẹn sẽ tạo được nhiều tiếng cười cho khán giả. Nam em Thuận Nguyễn, Việt Hương, Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Quan Khoa. Tạo cho khán giả những trò cười nghiêng ngả. Các bạn hãy ủng hộ Nam em và Thuận Nguyễn trong chương trình Tiếp Chiêu Chờ Đi Chờ Chi nhé. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí.